Anh Sơn à, chúng ta đã có radio rồi mà, và nó còn tốt. Anh nghĩ là chúng ta đủ tiền mua một chiếc radio mới hay sao? Em dùng tiền mua thức ăn và thuốc chữa bệnh, còn anh thì dùng để mua radio mới. Nga em à, anh là người kiếm tiền cho gia đình, anh không cần một bài giảng phải sử dụng tiền của mình như thế nào. Chào cậu, Liên à. Mình đã cố gắng thảo luận về lập ngân sách với anh Sơn rồi. Cậu đã nói gì? Được rồi, Nga. Ngân sách phải được lập ra với sự hỗ trợ của anh Sơn. Cậu cần tìm thời điểm phù hợp để nói chuyện với anh ấy. Kể cho mình nghe chuyện đó như thế nào. Anh Sơn à, em vừa mới nói chuyện với Liên. Cô ấy đã giải thích cho em về cách hai vợ chồng cô ấy lập ngân sách. Lập ngân sách à? Dạo này chi phí nhà mình tăng lên nhiều, chúng ta cần lập ngân sách tốt hơn anh ạ. Ừ thì em cứ làm đi, lập ngân sách đi. Ngân sách vốn là của cả nhà, chúng ta có thể làm việc đó cùng nhau không? Em ví dụ như, liệu chúng ta có tiền mua xe tay ga hay không? Đúng rồi, xe tay ga của anh quan trọng lắm đó. Hoặc là chúng ta nên tiết kiệm để dự phòng công việc bị cắt giảm đi, hoặc là có thể bị đau ốm. Anh nghe một vài người đã mất việc của họ, hãy cùng xem xét nào. Em nghĩ quan trọng là chúng ta phải cùng ngồi trò chuyện về việc này. Tất nhiên. Về dinh dưỡng, chúng ta cần thịt cá, trái cây và rau củ. Ngoài ra, giá thuốc chữa bệnh và xà phòng cũng đang tăng lên anh à. Miễn là chúng ta có chút cay cay cho anh trong mỗi bữa tối. Chúng ta hiện đang chi tiêu nhiều tiền cho rượu bia của anh, và thật ra nó cũng không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Chúng ta sẽ hy sinh cuộc sống bình thường của mình trong bao lâu đây em? Liệu là chúng ta có thể chỉ mua rượu bia vào mỗi cuối tuần hay không? Có khi lúc đó anh sẽ cảm thấy nó ngon hơn, và chúng ta có thể tiết kiệm cho các chi phí khác nữa. Được em. Mình đã làm được rồi Liên à. Tuyệt vời. Để mình tóm tắt cho cậu những việc nên và không nên khi thảo luận với gia đình về tiền bạc. Nên lắng nghe đối tác của bạn, thừa nhận quan điểm của cô ấy, anh ấy, trình bày quan điểm một cách tự tin, giao tiếp bằng mắt tốt, tìm ra những điểm chung, thỏa hiệp để có giải pháp chung. Không nên giận dữ, cư xử thô lỗ hoặc xúc phạm, phủ nhận quan điểm của người khác, từ chối thỏa hiệp, đem những vấn đề không liên quan vào cuộc trò chuyện. Nhìn cậu rất là thoải mái khi cầm cái túi rau đó. Đúng, lời khuyên của cậu về lập ngân sách đã thật sự giúp mình. Tuyệt vời, và nhớ tuân thủ tốt đó. Duy trì kỷ luật là rất quan trọng. Để mình tóm tắt cho cậu 3 điểm mấu chốt khi quản lý tiền và tuân thủ ngân sách đã lập. Hãy lập ngân sách cùng các thành viên gia đình, theo dõi các chi tiêu, tiết kiệm cho những chi phí đột xuất. Rất cảm ơn vì những lời khuyên của cậu. Giờ thì mình đã cảm thấy mình tự tin hơn nhiều rồi. Rất vui khi nghe cậu nói vậy. Thói quen quản lý tiền bạc này đã thay đổi cuộc đời của mình. Cậu hãy nhớ, sự tự tin rất quan trọng. Hãy dũng cảm và tin tưởng vào chính mình. Cậu đang làm tất cả những gì có thể, và nên tự hào về bản thân vì đã làm việc chăm chỉ.